xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh nông nghiệp trung tâm hiện tại minh khoa ở khu vực đồng nai để thăm và tư vấn cho vườn bưởi da xanh đang theo quy trình dinh dưỡng công ty nông tâm và chủ đề quay ngày hôm nay minh khoa muốn chia sẻ cùng bà con đó là quy trình nuôi trái bưởi da xanh à, cho cây bưởi tơ lấy trái lần đầu tiên chúng ta sẽ đi phân bón như thế nào phun dinh dưỡng như thế nào và lưu ý những điều gì để bưởi da xanh à, của chúng ta đạt được cái mẫu mã tốt không bị dày vỏ không bị sổ trái và đạt được cái năng suất à, cao nhất thì trong bạn đang xem đây là cây bưởi da xanh được 3 năm tuổi vườn này thì 500 gốc hiện tại thì đang nuôi trái truyền hai lứa trái trên cây và riêng cái số trái lớn trên cây và con thấy là trong ảnh là rất là nhiều trái nha và trung bình mỗi một cây như vậy thì cái lứa trái lớn đã khoảng độ 50 trái rồi à, có thể nói là vườn này năng suất là rất là khủng nha bà con vậy thì để mà à, nuôi trái như những cái bưởi tơ như thế này mà để đạt được cái năng suất tốt và đạt được cái mẫu mà tốt thì bà con mình cần phải lưu ý những vấn đề như sau à, đầu tiên là cái chế độ bón phân gốc bón phân gốc thì chúng ta sẽ có hai vấn đề cần quan tâm đó là về phân NPK và phân hữu cơ thì đầu tiên là phân NPK thì rất nhiều bà con mình gặp phải cái tình trạng là bữa da xanh khi mình lấy trái lần đầu tiên là rất dễ bị sò trái nó rất dễ bị dày vỏ vậy thì cái nguyên nhân sổ trái dày vỏ là nó nằm ở chỗ là cây bưởi tơ của chúng ta nó tích lũy cái lượng đạm và lân trong suốt quá trình bà con mà chăm sóc lấy cơi thì trong những cái năm thứ nhất thứ hai thứ ba thì nó tích lũy ở trong cây rất là nhiều cho nên trái của mình rất dễ bị sổ trái và một cái nguyên nhân nữa là thông thường những cái lưới bưởi mà bà con lấy trái lần đầu tiên ấy, nếu bà con mình làm chưa kinh nghiệm thì trái sẽ rất là ít thì rất dễ bị dài vỏ và bị sổ trái trong mảnh cái vườn này hiện tại thì trái nó không được mỏng vỏ lắm bởi vì là vườn của mình vừa mới làm bông xong vừa mới làm bông và bông mình vừa xả nhị đầu trái xong khi mình làm bông thì nó sẽ có bổ sung cái hàm lượng đạm và hàm lượng lân nó cao cho nên là cái trái của mình nó sẽ bị dài vỏ lên nhưng mà sau khi mà mình làm bông xong thì mình sẽ à, điều chỉnh lại dinh dưỡng thì trái nó sẽ mỏng lại thôi đầu tiên về cách đi phân htbk thì bà con mình lưu ý giúp bên khoa đối với cây bưởi da xanh thì có hai công thức mà nó phổ biến nhất và bà con mình áp dụng vào rất là à, là chuẩn cho cái vườn bưởi da xanh của mình đầu tiên trong trái bưởi da xanh à, trong 3 tháng đầu tiên tháng thứ nhất tháng thứ hai thì bà con mình nên sử dụng cái công thức là 10 20 20 15 để mình bón bón để cho cái trái của mình nó đạt được cái kích cỡ một cách là tối đa nhất à, thông thường thì à, đối với trái bưởi da xanh thì tháng thứ nhất tháng thứ, hai, tháng thứ hai tháng thứ tư thì mình sẽ bón công thức này nhưng đối với bữa tơ lấy trái ăn đầu thì bà con mình bón cho mình qua là 3 tháng đầu tiên thôi tháng thứ nhất tháng thứ hai tháng thứ ba bắt đầu bước qua tháng thứ tư ví dụ như những cái trái mà này là đã bước qua tháng thứ tư rồi thì mình phải chuyển sang công thức nuôi trái chuẩn là công thức 15 năm 25 100 trăm phần trăm kali phát và bà con mình có thể là sử dụng một số công thức tương tự ví dụ như 15 7 21 hay là 15 năm 20 những công thức dạng dạng như vậy thì lúc đó cái trái bưởi da xanh của mình nó sẽ ít bị sổ trái và nó bỏng vỏ nó đạt được cái chuẩn cao hơn ngoài ra thì đối với cái bưởi da xanh của mình để mà nó không bị suy cây thì bà con mình nên luân phiên với các cái dòng xô tưới xô tưới để mà mình uh, bởi vì khi mà cái bưởi giá xanh của bà con mình bón phân NPK nhiều á mà mình không quan tâm tới vấn đề dưỡng rễ thì lúc đó bộ rễ mình rất dễ bị suy đặc biệt là những vườn mà lấy trái nhiều như thế này mà mình không quan tâm tới cái vấn đề mình tưới gốc để mà hỗ trợ cái phần bộ rễ thì lúc đó rất dễ bị tình trạng là cây của mình nó bị suy kiệt bạn thấy bây giờ trái cây rất nhiều mà đầu trái non cũng rất là nhiều luôn đối với vườn này thì phân bón mình đi mình không sợ là 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 bị bị thiệt đâu bởi vì cây của mình bây giờ nó cần dinh dưỡng nó nhiều bởi vì năng suất nó nó quá cao bà con. Cây trái quá nhiều. À, những cái dòng xô tưới mà bà con mình có thể là tham khảo đó là công ty Đông Tâm thì có hai cái bộ để xô tưới là mình sử dụng để thay thế là BK truyền thống đó là cái xô hữu cơ O1. Đối với xô hữu cơ O1 thì à, mình có dạng xô 10 lít và à, 5 lít và trong cái sản phẩm hữu cơ O1 này thì mình sẽ chứa thành phần đó là 10% là đạm hữu cơ, 10% là kali hữu cơ. Trong sản phẩm này mình chứa rất ít lần, có 1% thôi. Nhưng ít lần thì mình sẽ không sợ là cái tế bẩy xanh của mình nó bị dài vỏ, bị sồ trái. Ngoài cái hàm lượng đạm và kali hữu cơ ra thì mình còn chứa trong này là axit fulvic và axit humic là 48%, rất là cao sẽ giúp cho cái cái bộ rễ của mình nó phát triển cách tối nhất bởi vì fulvic và Humic thì nó vừa là mỏng vỏ mà nó vừa làm phát triển bộ rễ. Rồi thành phần axit amin nó khoảng độ là 14%, rong biển tạo đỏ là 20% và sản phẩm này thì mình nhập khẩu từ châu Âu, từ thổ nhĩ kỳ về cho nên là bạn không phải yên tâm về chất lượng. Thì đối với à, cái sản phẩm ô 1 này một xô 10 lít mình có thể pha được với là 10.000 lít nước và mình có thể tưới cho khoảng độ là từ 200 cho tới 400 gốc bưởi da xanh tùy vào lượng lá trên cây ví dụ như vườn mà nuôi trái nhiều như thế này thì mình sẽ về tưới là khoảng độ 200 gốc thôi một số này mình tưới một 200 gốc thôi và một tháng là mình tưới một lần và trong cái giai đoạn mà bưởi da xanh mà nó lớn lên à, bước qua tháng thứ tư thứ năm thì mình có thêm một cái bộ xô tưới nữa đó là xô bio kali và bio phobic trong sản bio kali thì nó chứa kali hữu cơ hơn 30% mươi ừ. phần trăm axit amin hai phần trăm còn phobic thì mình chủ yếu là hàm lượng phobic và các cái axit hữu cơ để mà mình phối hợp với nhau mình tưới thì hoàn toàn là mình có thể luân phiên giữa à, sản phẩm ví dụ như bà con mình à, tháng này mình có thể mình tưới cái số của ô một thì có thể cái, cứ sau bà con mình thể là bón phân NPK truyền thống và cứ sau nữa thì bà con mình sẽ sử dụng cái bộ đôi là bio kali và bio fluid. thì bộ đôi bio kali này bio fluid này cũng giá là hai triệu bảy thì mình pha được với 8 000 lít nước mình cũng tưới với khoảng độ là từ 200 cho tới chấm tới bốn gốc bởi da xanh rất là tiết kiệm cho bà con và hai cái dòng xô tưới hữu cơ O1 này O1 và Bio Fit thì mình đều có thể là mình phun ở trên lá luôn bởi vì hai sản phẩm này là sản phẩm hữu cơ mà hữu cơ cho nên là mình sẽ sử dụng thoải mái không có sợ là cây của mình nó bị uh, uh, phạm phân hay phạm thuốc gì cả đâu về vấn đề về phân ừ. NPK phân đa lượng rồi uh, một cái vấn đề tiếp theo đó là vấn đề phân hữu cơ đối với những bưởi xanh mà năng suất cao như thế này bà con mình cần phải bổ sung cái hàm lượng hữu cơ để giúp cho cái bộ rễ mình nó phát triển và cái đất của mình nó được tơi xốp nó sẽ không có bị à, suy kiệt à, không bị vàng lá bị thối rễ thì bà con mình có thể sử dụng các cái dòng hữu cơ truyền thống ví dụ như là phân gà ủ hoai này hay là phân bò ủ hoai các loại hữu cơ truyền thống bà con mình ủ hoặc là bà con sử dụng các cái dòng phân à, à, hữu cơ của công ty mình đã À, sản xuất ví dụ như sản phẩm hữu cơ O3 là phân hữu cơ trên nền trung lượng chứ hàm lượng canxi rất là cao à, hữu cơ 25% và à, canxi canxi hơn 10% giúp cho cái trái của mình nó mỏng vỏ nó đạt được cái năng suất một cách tốt nhất đó về phần đi phân gốc ngoài ra thì bà con mình có thể bổ sung thêm các cái à, vi lượng <laughs> vi lượng Uh, vi lượng túi 5 kg mình rải gốc để trái mình tròn đều không là tâm. cái vi lượng này thì trong quá trình nuôi trái thì định kỳ 2 tháng bà con bón một lần, mỗi gốc như vậy bón khoảng độ từ uh, 200 g tới 300 g là coi như là mình đầy đủ dinh dưỡng. Cái này là Minh khoa đang áp dụng mỗi quy trình mà tối ưu nhất cho cái vườn trong mà đang xem là vườn năng suất rất là cao, rất là khủng cho nên sẽ có rất nhiều bà con mình nói là giá bữa bây giờ nó rẻ. Uh, mình bón phân nhiều như vậy thì không có lời nhưng mà đối với những vườn năng suất cao thì mình bón phân uh, theo cái năng suất trên cây thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bị lỗ ví dụ bây giờ một cây 50 trái thì bà con mình nhân lên là trái một ký rưỡi là đã 75 kg rồi rất là nhiều mà chưa kể là mình nuôi rất là nhiều lứa trái trên cây nữa cho nên cái này thì bà con mình cũng lưu ý đối với những vườn nào mà năng suất thấp trái ít không có nhiều thì lúc đó minh khoa sẽ cho những cái quy trình chăm sóc nó khác nó rẻ hơn nó tiết kiệm rất là nhiều còn đối với vườn mà năng suất mà nó cao khủng thì mình phải uh, đi dinh dưỡng cho nó đạt để mà cây mình không bị suy và những năm tới mình sẽ tiếp tục mình lấy trái nhiều chứ không có có, có bị mất đi cái năng suất rồi về phân bón gốc như bà con rồi về dinh dưỡng phun ở trên lá thì đối với này thì mình cũng bổ sung dinh dưỡng qua lá một tháng có thể là mình phun từ 2 đến ba lần dinh dưỡng qua lá dinh dưỡng qua lá bà con mình có thể chọn cái dạng sô hữu cơ cái sô hữu cơ o một bà con phun ở trên lá trên trái rất là tốt bóng da trái xanh da rất là đẹp hoặc là cái xô biocalin hoặc biofuid bà con mình lấy phun lá luôn vẫn tốt còn nếu như bộ phun lá chuyên dùng ở trên trên bưởi xanh trong giai đoạn mà nuôi trái tháng thứ tư này rồi á thì bà con mình sử dụng cái sản phẩm là kali hữu cơ này kali hữu cơ gói một ký một trăm bảy mình pha được từ 2 đến 4 phi nước cộng với lại acetamin hai trăm năm mình pha với lại là 400 lít nước và gói bi mình phun đơn giản ở trên trên lá như vậy thôi còn về sâu bệnh thì đối với À, bữa da xanh trong em nuôi trái thì mình mà quan tâm một số cái sâu bệnh ví dụ nhện đỏ hải lá này, sâu ve bùa khi mà bữa da xanh của mình nó ra trái non, đấy, nó trái non thì mình phải quan tâm tới uh, trái non hoặc là lá non thì so với bùa, nhện đỏ, rồi uh, rệp sáp, bọ trĩ một số loại côn trùng nó tấn công thì mình phun phòng thôi. Đối với uh, bữa da xanh nuôi trái thì mình phun khoảng độ từ một tháng từ hai đến ba lần chia ra mình phun cách nhau từ 10 đến 15 ngày và những vườn đặc biệt là những khu vực nào mà đang bị cái dịch là con uh, sâu đục trái nó con ngài đục trái nó tấn công thì bà con mình cần phải lưu ý để phòng luôn cái con sâu đục trái con rùi vàng thì bà con mình thấy là cái vườn này uh, mặc dù hiện tại nuôi trái rất là nhiều nhưng mà cái dàn lá rất là xanh dày và vừa làm bông xong vừa lặt lá vừa ra bông xả nhị rất là nhiều trái tại vì đối bể xanh đó, lúc trái nó còn nhỏ bà con mình nhìn rất là khó nhìn không không thấy được trái ở trên cây cho nên bà con nhìn nó ít chứ thật ra đối với mình qua bây giờ đi ở ngoài vườn mà kiểm đếm thực tế là mỗi cây như vậy nó rất là nhiều trái, thậm chí là lên tới hàng trăm trái trên một cây. Bưởi rất là nhỏ, nhưng mà đảm bảo bà con là vườn bưởi này sẽ không bao giờ bị suy, bởi vì mình đi dinh dưỡng một cách đầy đủ. Về nguyên tắc bưởi xanh thì bà con mình bón phân và phun dinh dưỡng, thì bà con mình sẽ theo cái lượng trái trên cây, mình theo cái năng suất và theo cái lực của cây. Ở vì vườn nào cây đang suy đang yếu thì mình phải đi dưỡng theo kiểu khác, và là cây sung cây khỏe thì mình đi dưỡng theo cái kiểu khác. Còn năng suất cao thì mình sẽ đi phân kiểu khác Còn năng suất thấp thì mình sẽ đi phân theo kiểu khác nữa Đối với công ty nông tâm thì lúc nào bà con mình cần tư vấn Thì công ty nông tâm luôn là yêu cầu bà con của mình là phải gửi hình ảnh của vườn tới để mà xem Thì khi mình xem được cái hình ảnh vườn như vậy á Mình thấy được cái hình ảnh của cây, thực tế của cây thì lúc đó công ty nông tâm mới đưa ra một quy định chính xác cho bà con thì thông qua video này thì mình qua muốn chia sẻ bà con một cái tham quan một cái vườn bưởi da xanh à, năng suất rất là cao mặc dù lấy trái lần đầu tiên à, đang theo quy trình công viên nông tâm và chia sẻ bà con cùng những cái sản phẩm và những cái quy trình để ông bà con mình nuôi trái làm sao cho cây bưởi da xanh của mình nó đạt được cái năng suất tốt nhất thì nếu bà con mà xem video thấy hay thì có thể để lại cho công ty nông tâm một nút like và một nút đăng ký kênh để sau này mình qua đăng những video mới thì bà con mình có thể là tiện theo dõi nếu bà con mình muốn mua hàng hoặc là muốn hỏi về kỹ thuật hay gì đó thì có thể để lại bình luận hoặc là liên hệ số hotline 0988 để gặp trực tiếp với minh quang à, rất cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại bà con trong những cái video sau.